Chào các bạn. Tiếp theo trong cái bộ giáo trình này, hôm nay chúng ta học đến trình độ 4. Cái này chúng ta sẽ bàn luận về nốt móc đơn, hay chúng ta sẽ tập chơi về tiết tấu của nốt móc đơn. Ở đây theo sách hướng dẫn thì cái phần đầu tác giả muốn nói là ở những cái này người ta sẽ gọi một nốt móc đơn gõ một phách. Vậy thì một nốt đơn là một phách này, một nốt đơn một phách. Vậy nốt đen của chúng ta sẽ có hai phách, tức là nó gấp đôi so với nốt móc đơn này. Đó. Và chúng ta lưu ý là như bây giờ chúng ta đang làm một phách có giá trị bằng một móc đơn. Nha. Thì chúng ta phải hiểu cái này, không có là chúng ta sẽ rối. Ví dụ như ở đây thì chúng ta sẽ gõ là 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Đó, hoặc là cái mẫu này, mẫu B. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 nhé. Đó là mẫu B. Đúng theo cách của nó, ví dụ trong nhịp 2, 4 thì sẽ là một đen, một một gõ. Đó. Vậy thì ở đây nó chỉ có hai phách thôi. Ô này hai phách, tức là nhịp 2, 4 mỗi ô có hai phách. Đó. Thì chúng ta phải chia là một, chúng ta có thể đọc cái này là và nhé, một và hai, một và hai, được chưa? Đó, thì chúng ta sẽ ra là cái này là nhịp 3 4 thì chúng ta sẽ có 3 phách, 1 2 3, đây họ sẽ chia theo từng cụm đây rồi. Đó, vậy thì chúng ta sẽ chơi là một và tiếng phách của chúng ta sẽ gõ đều cạch cạch cạch, thì là một và hai và ba và một hai và ba. Đó, như đây họ hướng dẫn đây, một và hai, một và hai. Đó thì chúng ta tập kỹ cái phần này, bởi vì sang đến cái tiết tấu này là chúng ta hay rối. Đó thì là mình hướng dẫn sơ qua về để các bạn biết cách chơi ở trong cái trình độ 4 này. Mình sẽ kết thúc video này và sang video sau thì mình sẽ nói về cái bài trách số 18 này.